ánh nắng hoàng hôn nơi châu Âu thu nhỏ tại Hưng Yên rất là đẹp. Để không bỏ lỡ những màn trình diễn đầy quái đỉnh của sự kiện quan trọng, khách hàng lòng sức sức tình thân và sự chuẩn bị chương trình. Khu phố thương mại Grand Bois xin chân thành cảm ơn quý khách. Đây là khu vui chơi nhạc nước, buổi tối thì mới bắt đầu. Là khu biểu diễn nhạc nước. Tối nay 17 giờ là bắt đầu pháo hoa và nhạc nước. Khu phố bảy sắc cầu vồng. Nó này là nó là một cái pháp thu nhỏ. Nó là châu thu nhỏ. Đây là khu trẻ ô thu nhỏ Hưng Yên.
Nó đẹp chưa? Đứng lại chụp luôn. Đứng lại. Đẹp kìa, tiến lên cầu kia kìa. Vừa quay vừa chụp lại, đứng đây. Lên chiếc cầu à. Rất đẹp hồ này. Đẹp quá nhỉ. Xe điện này. Chào khán giả đây. Nhiều cảnh rất là đẹp. Thế. Bây giờ cắm quay thì tao phải có tình hình như cắm quay cho tôi. Nó thấy là nó là một cái pháp thu nhỏ. Là châu thu nhỏ.
Đây, những người đẹp đang check-in. Trên kia có cầu vồng rồi à. Khung cảnh rất là tuyệt vời. Cảnh của trung tâm. Hôm nay là của tập đoàn Nhật Vượng. Khung cảnh rất là tuyệt vời buổi chiều hoàng hôn tại Hưng Yên. Bạn thấy tuyệt vời không? Buổi chiều nắng rất nhẹ, buổi tối còn đẹp hơn nữa. Đây là như tháp Eiffel. Phố bảy sắc cầu vồng.
khu phố Bảy Sắc Cầu Vồng. Lợn phố đây. Đang mua đồ ăn cho các trẻ nha. Đây xe. Khu này là khu phố Bảy Sắc Cầu Vồng. Đây, ánh nắng hoàng hôn nơi châu Âu thu nhỏ tại Hưng Yên rất là đẹp. Sôi động và đẳng cấp để không bỏ lỡ những màn trình diễn đánh quái đỉnh cao của khách hàng vui lòng xếp xếp thực hành và chương trình ban quản lý khu phố thương mại Grand Bua xin chân thành và ơn quý khách là khu vui chơi nhạc nước buổi tối thì mới bắt đầu. Là khu biểu diễn nhạc nước. Tối nay 17 giờ là bắt đầu pháo hoa và nhạc nước. Khu phố Bảy Sắc Cầu Vồng. Muôn sắc màu.
Đây, rất là đẹp nhá, bảy sắc cầu vồng đây. Tây, khu phố Tàu, phố Nhật. Đây là các nhà hàng. Trà sữa tung điêu cực hot, giảm giá 50% cho tất cả các loại đồ uống chỉ còn 30k một ly. Trà sữa, trà hoa quả và cà phê, tất cả đều đồng giá 30k. Với giá này bạn có thể mua 2 ly và tự bố về bán tận giảm mình cũng đã mua 1 ly và giữ lại 30k để mua thêm ly nữa. Đây tiếp tục là thiên đường. Chương trình đồng giá chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Nên bỏ ở trên chân mưu và đồng tiêu bị thương chuyển đối mua hơn đối sản. Nhưng người bỏ lỡ có một công việc quyết định như thế này với giá cực kỳ tiêu dụng. Đến với chúng tôi, mỗi bản lý tiền và tiền sản phẩm đều được hoàn hảo. Giá sẽ không đưa cực bỏ, giảm giá 50% cho tất cả các loại đồ uống chỉ để mua hơn đối sản. À, mọi người vào siêu thị kẹo ngọt. À, các loại kẹo nha. Người này, này. Ôi trời ơi, rất là đẹp. Đây là mơ sữa này. Các loại kẹo này. Đây là mật đỏ dâu tây này. Đây là đào bổ này. Các loại kẹo này. Các loại kẹo này. Rất là đẹp. Ngon. Kẹo tổng hợp. Gắp mỗi thứ tí. Hợp cẩm. Đây là bánh kẹo ngọt các loại. Mọi thứ mấy cá là Ngọc. Dẹp, em chọn cái gì nào? Nhìn nó bắt mắt quá nhỉ. Các loại kẹo nhìn rất là bắt mắt. ba mươi lăm nghìn một lạng này. Kẹo này đồng giá là 35.000 một 100 gram. Đây là mơ à? Đây là mận đỏ. Nhìn bắt mắt quá.
Đó, các kẹo đủ các màu sắc. Đồng giá 35k một lạng nha. Đây là một góc vườn hoa. Cá rác đang đi trên sông. Như vào buổi chiều gần tối rồi. Hàng thơm vị Việt 881 kính chào quý khách. Nhà hàng luôn phục vụ cho món ăn ngon truyền thống, hiện các món nướng, lẩu, cơm, mì, không muốn Việt tiền. Đặc biệt, nhà hàng có các món như gà đông tảo, bò tô đồ, lẩu tháng chua cay, lẩu tứ xuyên cay tề, lẩu nấm ngọt hơn, lẩu đuôi bò, thuốc bắp, nên đặt tiện, sự kiện cho khách toàn với giá cả hợp lý. Có chỗ nghỉ trưa cho đoàn từ 50 đến 150 người. Đến với Paraty, địa 881, nhất định vẫn sẽ hài lòng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, món ăn và đồ uống chuyên biệt nổi tiếng chế biến. Với những bản trình diễn mới lửa, chuyển biến xếp hoa giá trị, là ra thuyền cá giác đi trên sông. $120,000 một vé đi thuyền nha. Nhà hàng có các món như cá, bò tô đồ, lẩu tráng chua